Rồi Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Bây giờ Khánh vừa về tới đi làm vừa về tới nhà luôn bà cô bác ơi, bây giờ cũng tối quá trời rồi. Thì giờ Khánh cũng đang ở nhà ba mẹ đây, Khánh cũng muốn ghi hình lại một số hình ảnh ở nhà. Hiện bây giờ á, hôm nay là thuốc ở nhà là coi như là cạn kiệt luôn bà cô bác ơi. Thì bà con đặt thì cũng hẹn để mà có thuốc là bà con mới xuống được á. Thì hôm nay thì ở nhà mẹ cũng có chuẩn bị đó nguồn cái thuốc cứu nè, tại vì mấy bữa nay hầu như là tìm kiếm là bông hồ gai là rất là hiếm luôn. Thì hôm trước thì Khánh cũng có nói là có một người cô ở Thủ Đức cũng đem xuống, thì có anh Ba Thanh Long cũng đem ngũ chảo với bông hồ gai xuống nữa. Rồi trước đó nữa thì cũng có chú Tấm Sang ở dưới Mỹ Lộc cũng gửi cho lên trên bông hồ gai. Thì bây giờ coi như là cũng phát cạn kiệt hết rồi. Bây giờ là bắt đầu là đi tìm, rồi cũng phải chuẩn bị xong rồi mới bà con mới xuống ở nhà không bà cô bác. Thì bây giờ Khánh cũng không mất thời gian nữa, thì Khánh chuyển máy quay lại để ghi hình buổi tối của nhà đây. Buổi tối nhà coi như là những thành viên ban ngày thì làm hẹ, tối thì làm thuốc, nói chung là phục vụ tối đa luôn bà cô bác ơi. Ở dưới đằng sau thì bé Xu đang khóc ở dưới đằng sau á, ông nội đang giữ bé Xu rồi coi tivi coi tin tức không bà cô bác. Rồi thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là chuyển máy quay lại ghi hình một số hình ảnh đây nha. Đây đây nè bà cô bác ơi, giờ nè bé Xu con chào ông bà cô bác nè, con nè con chào ông bà cô bác nè, Xu ơi nè con chào ông bà cô bác, chào lớn lên nè, lớn lên. Bé Xu giỏi á, bé Xu khóc ở dưới kìa, bé Xu chống cự dưới kìa, bé Xu chống cự, bé Xu la. Đây lão Phật gia đang làm đây ông bà cô bác ơi, đang ấy thuốc cứu. Đây là thuốc cứu ở nhà, là bây giờ á cái nguồn cung cấp bây giờ coi như là cạn kiệt hết rồi. Bây giờ ở nhà là không nên đi mua mấy lần mà ở nhà ghi hình á thì đi mua cũng nói chung là thuốc cứu nó cũng khó nữa, ý nó xấu nữa ông bà cô bác. Bây giờ là ở nhà là ba mẹ thay vì cái rẫy trên trển mấy cái dòng mà hẹ bị lão á, thì ở nhà cũng có trồng sen vô thuốc cứu đây. Thuốc cứu bây giờ là cây nào cây nấy tốt, tốt quá trời luôn nè. Mà đặc biệt là ở nhà phải đợi đúng rồi con, ở nhà mẹ ba mẹ là đợi có bông rồi mới cắt nha ông bà cô bác. Cái này phải để già luôn á nè, ông bà cô bác thấy nè, đây đó, cây này cây út lút luôn. Ở nhà là để trồng coi như là trồng tự nhiên luôn á, cứ trồng để đó thôi, là chỉ tưới thôi chứ cũng không có phân gì hết á, nó già hết rồi mà cô bác ơi. Đây nè, cái này cây này người ta có nấu nấu canh ăn nữa mẹ nè, nè ông bà cô bác đây là có bông luôn á. Ở nhà là để già mới cắt vô, thì bây giờ nhiều bà con đặt quá rồi phải cắt vô rồi rửa rồi mình phơi á mà cô bác. Cái này mình phơi cũng phải hai nắng tới ba nắng, tại cái này cái thân cây với cái lá nó tốt quá phải không bạn, mỏng mình phơi chắc cũng phải hai ba nắng mới khô được. Mà đặc biệt ông bà cô bác, những clip trước á Khánh cũng có ghi hình đó, là mình làm cái này á, mình làm cái này thì mình phơi dốt dốt thôi, chứ mà mình phơi mà khô quá thì nó không có được. Khô nhiều quá, phơi quá, khô quá, nó bóp vô nó bể hết à. Thôi bây giờ bác Tư vô phụ rồi cho nhanh nha. Giờ vô phụ chút nào hay chút đó mà cô bác ơi. Giờ cũng chưa ăn uống gì hết nè. Về đi ha. Thôi bác Tư vô phụ cho nhanh. Bác Tư ngồi ngay chỗ ghế nãy mẹ con ngồi phải không? Rồi. À, sau ngồi phụ nha. Mày tốt quá trời tốt luôn mà. Để Khánh vô Khánh phụ chút xíu mà cô bác ơi. Mày tranh thủ ở nhà tranh thủ tối đa luôn mà cô bác ơi. Nghe lòng hẹ. Bởi vậy nhiều lúc bà con mới làm này, làm có nhúm lá mà làm có nhiều rồi. Bà con thấy làm không? Đục cái lô này chưa đủ tí không? Mình làm thì
nói chung ở nhà mà làm bằng hết khả năng luôn, làm bằng cái tâm của mình nhưng mà cô bác. Này cũng hên là nó tốt cũng đỡ mà. Thì hôm nay cũng buồn mà cô bác ơi, nhiều thực sự thì thuốc á, nhà là đăng tải lên đó, đăng tải lên hầu như là bà con là một, nói chung 100%, hầu như là 100% là bà con hạp thuốc hết á, uống khỏi bệnh, uống khỏi bệnh hết á. Cũng có một số nơi là lại một số nơi là lấy cái bài thuốc này, thấy cái bài thuốc này là để kinh doanh buôn bán mà cô bác. Tạm trên cái đường like này thì Khánh cũng nhắc với bà con cô bác luôn á, là bà con nếu mà bà con nào mà lấy cái bài thuốc này mà bán á, thì cũng Khánh nên khuyên bà con nên dừng lại để làm á. Mình làm cái này á, thì Khánh ở nhà thì Khánh ở nhà là ba mẹ rồi đi nhà chia sẻ lên để cho trong nhà mình á, người những người bệnh á thì tự tìm ngâm, còn mà nếu mà bà con nào mà ngâm mà uống không hết á, thì có thể là điện thoại là Khánh Chí Phong đặt trước ở nhà sẽ làm và bốc thuốc cho bà con nha. Rồi bà con lên nhà, đặc biệt là bà con mới lên nhà để ở nhà là sẽ hướng dẫn chi tiết và lấy cái hơi phục dược á, là sẽ lấy rượu là ngâm mời mà bà con uống để lấy hơi phục dược. Thì nhiều bà con á, là tự ngâm mà uống không hết luôn, giống như ở dưới nhà Khánh có chia sẻ lên đó, nhiều bà con là tự ngâm uống không hết, tại vì mình làm cái này mình không phải là mình nói ai ngâm cũng được hết đâu bà con cô bác ơi, cái đó là thật sự luôn á, làm cái này cũng phải có duyên rồi phải có cái tay phục dược mới được chứ, làm mà nói ai làm mà cũng làm được hết thì coi như là trên đời này là không có thầy lang rồi, giống như cái chú ở quận 2 nói đó. Rồi hôm Khánh cũng có chia sẻ là cái cô với chú ở Tiền Giang lên đó, báo mộng đó mẹ, báo mộng coi như là ơn trên là về báo mộng, là cái vị thuốc này là coi như là hoàn hảo rồi. Thì Khánh cũng có chia sẻ lên đó, nếu mà bà con nào mà chưa xem cái clip đó, bà con nào chưa xem cái clip mà của Khánh đăng tải lên đó, thì bà con cứ lên cái kênh Khánh Nguyễn Gò Đen á, bà con nếu mà bà con cứ lên mà không xem hết những clip của Khánh á, cứ lên Khánh Nguyễn Gò Đen sạp ra, xong rồi tìm lại những, hầu như là ngày nào Khánh cũng có đăng hết, tại vì bà con lên mà nhận thuốc á, thì Khánh cũng ghi hình lại, một phần là ghi hình lại để làm kỷ niệm, còn hai nữa là để nhớ thôi, nhớ mà cô bác chứ thực sự là quá đông là không có nhớ nổi luôn, không có kiểm soát được luôn á, nên là ghi hình là để nhớ. Rồi đặc biệt là tại vì cái bài thuốc gia truyền thì coi như là nó cũng nói chung là bài thuốc gia truyền á, là đời này truyền cho đời kia, nhưng mà ở nhà Khánh á, thì cũng có ý con ôi cũng có bản quyền rồi, cũng có bản quyền và gì vậy cha, lần sau này con cũng đăng ký bản quyền rồi, cái sở hữu trí tuệ là cũng đăng ký xong hết rồi, nên là bà con nào hồi nãy Khánh nói á, bà con nào mà có ý định đó thì dừng lại nha. Bà con nào mà có đang buôn bán hoặc có ý định buôn bán thì nên dừng lại, để làm nó chuyện nó lớn lên không có hay. Rồi bà con nào mà tự tìm ngâm uống để phục vụ gia đình của mình thì Khánh với gia đình cũng rất là hoan nghênh luôn, chứ ở nhà đâu có giấu giếm gì đâu, có gì cũng đăng tải chia sẻ ra hết. Quan trọng là bà con nhớ làm theo đúng hướng dẫn. Nhiều bà con sau mà chưa hiểu cái bài thuốc này á, bài thuốc này là thuốc là chuyên trị thần kinh tọa, gai cột sống, thoái hóa, đau nhức xương khớp, đặc biệt nữa là những cái nhỏ mà cô bé tắc nghẽn mạch máu á, nhỏ mà cô bé sẽ con có thôi con
giúp cho mình nó khai thông mạch máu nhưng mà cô bác, tại vì mà cũng có bà con là uống uống là bị đột quỵ á, đột quỵ cái tai biến là uống là khỏi rồi đó, thì Khánh Hiếu Phong cũng có đăng tải lên đó, bị tai biến mà nằm 7-8 năm luôn mà uống lên là đi vòng vòng trong nhà được luôn á, ở nhà là không có quay mà để mà ta lấy câu wheel gì hết nha mà cô bác, cái đó ở nhà quay thực tế à. Bà con nào mà hết bệnh thì cứ chia sẻ đó, cũng Khánh cũng có nhiều bà con điện thoại mà hết bệnh á, tại vì lên nhận thuốc xong rồi về á mình chưa có dịp để lên á, cũng điện thoại rồi báo tin mừng à, báo tin mừng á mà Khánh không có kịp, không có tiện mà ghi hình. Bữa nào á là Khánh sẽ làm một cái live show luôn. Xui rồi con. Hả con? Xui rồi con. Xui trong nhà hả con? Xui rồi. Gì xui trong nhà hả? Cái bẹ con ra giữa này đi con. Khánh sẽ làm một cái live show mà họp mặt. À, họp mặt tất cả những bà con mà đã hết bệnh á, để chia sẻ về kinh nghiệm. Tao hỏi vậy tao. Tao điện thoại nè. Điện thoại con hả? Để mua cho con á. Mẹ mua cho con hả? Mẹ mua cho con chơi là con phải ngoan nha. Cái này dễ rồi. Cái thu làm nè. Nay về Khánh ghé nhà là cũng chuẩn bị là phát quà nữa mà cô bác. Mấy tao chị Linh thu quà hả tao? Không, phát quà cho bà con, cho ông bà cô bác á. Ừ, nhà cũng có phát quà, chị Linh là ra. Cũng phát 4-50 phần gì đó mà cô bác. Cho những bà con ở quê nhà ở đây nè. Thôi con đừng có dục vậy, không được nha. Không được dục vậy, bác Tư đánh đòn đó nha. Bác Tư nói nghe không? Không được dục như vậy. Không ai biểu. Để bác Tư tự lấy, để bà nội tự lấy. Con không được dục vậy nha. Hiểu không? Không cần. Để im, để nó sóc sổ con. Mấy hẹ nhiều mà. Hẹ lâu lắm. Gặp có bà mấy chú rồi sao mấy có rồi. Hẹ xấu rồi mà. Cái đầu của nó cũng ngon. Cái lá cái đầu gì. Trần thủ tối ra. Điểm dỗ nữa hả? Dỗ mẹ ba đi hả? Giờ mấy bữa nay phòng cũng đi công việc, cũng không đi quay thường xuyên ở ngoài mà cô bác, nên là cũng không có tốt về hình ảnh chút xong ra tay ra về làm chết nha. Ba mẹ chậm này, tại vì ấy lâu dài thì ở nhà mình cũng trồng luôn, chứ số lượng bà con nhiều quá mình trồng thì cái giá thành nó cũng đỡ hơn, nếu mình chủ động được cái lượng thuốc á. Thôi ăn gì ấy, trời ăn vịt hả, ăn thịt heo quay hả, nay thịt heo quay ai mua mà à, bữa nay cũng định rồi, sẵn ở đây thì mẹ Khánh cũng có nói là chuẩn bị là 2-3 ngày nữa là ở nhà sẽ phát quà đó, bà con phát quà cho những bà con ở quê nhà nè, thì cũng thực sự ở nhà cũng góp công thôi, cũng nhờ gia đình của anh Khánh ở bên Úc á, cũng tạo điều kiện cho trên Khánh Nguyễn với Phong Nguyễn cũng giúp đỡ bà con ở quê nhà, rồi qua đây thì Khánh với gia đình cũng cảm ơn anh chị và gia đình rất là nhiều luôn. Chúc cả nhà mình cũng luôn mạnh khỏe bình an, toàn bộ khán giả trên kênh của Khánh Nguyễn Phong Nguyễn được luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc luôn. Thì Khánh ở nhà thì ba mẹ với gia đình cũng cầu mong vậy thôi. Mẹ có nãy giờ con nói thằng mẹ có nói gì không? Mẹ cầu mong ông bà cô bác thương hai con mà cảm ơn ông bà cô bác anh chị em, để thương mình mà giúp đỡ người xem
giúp đỡ mà xem kinh của hai đứa con như thánh nữ với thánh nữ. Mấy này quyền thấp quá. Giờ phải có cái gì đột biến á, nhưng mà thực sự thì có cái mà thực sự cái quan niệm của Khánh làm thiện nguyện đó mà cô bác, thì mình làm á, mình làm thì mình làm bằng cả cái tâm của mình thôi, chứ mình không có gì mà câu yêu mình vì một cái sự việc nào mà nổi trội á, về cái khán giả xem giống như là một sự tò mò thì khán giả xem nhiều thì mình sẽ tăng được view rồi đặt người đăng ký. Thực sự thì Khánh cũng thấy cái việc đó, mặc dù sức khỏe của mình là mình không có đi như người ta, nên là cứ một phần là như vậy, một phần nữa là Khánh suy nghĩ mình làm sao mình làm giúp được trong mọi hoàn cảnh nè, mình giúp bằng trong khả năng của mình thôi, chứ mình đâu có cần mà phải đi xa rồi đi nhiều nơi là mới giúp được không mà cô bác. Giống như cái vấn đề mà lấy thuốc cho bà con đó, nếu mà giúp được cái bà con nào một phần bà con hết bệnh là đó là rất là mừng hạnh phúc rồi. Chứ giờ thực sự bây giờ là mấy người làm YouTube rất là nhiều luôn, quá trời nhiều. Giống như là thời buổi này là cạnh tranh khốc liệt luôn Phật cô bác. Nên bà con nào mà được thực sự một cái kênh nào mà được khán giả mà thương yêu mà quan tâm á, đó là một rất là hạnh phúc luôn á. Mà mai là cái kênh của Khánh là cũng được bà con mà thương nhiệt tình, cứ quay mà có quay thuốc quay tới quay luôn vậy mà bà con xem vậy cũng rất là hạnh phúc á. Hả? Làm gì? Bữa cơm cho con ăn hả? Nhà làm cứ vậy. Quay tới quay luôn. Nhưng mà bởi vì ông bà quá thấy ở nhà không có dàn dựng gì hết đó. Thôi con, không có được ấy nha, không được ấy mới quay của bác Tư nha. Bác Tư ấy đằng sau mà, con làm gì vậy? Cái đâu có thấy tôi nè. Con đứng đằng sau mới quay làm chi? Ừ, sao con có quần? Con ra đằng trước nè, bà con mới thấy con. Con bà mới thấy con, không được ngồi đằng sau, xấu nha. Không có được ngồi đằng sau, không có được ấy đằng sau mới quay. Này con rửa xong rồi cắt ra nó mệt quá. Trang đang rửa chứ sao rồi. Người ta làm nhiều á, chứ ta làm người ta đâu có rửa đâu, con sẽ để vậy. Chứ mình làm này á, thực sự gọi điện thoại nữa. Nói bà con nào á làm có thấy ở nhà chia sẻ chi tiết cụ thể không? Anh nó điện thoại liên tục. Anh cũng không điện thoại liên tục mà có bác. Con nghe điện thoại chứ. Ở trong Phúc Nam á thì người ta đâu có rửa đâu, người ta để gì thôi. Có cái này nhiêu trời. Mà cái nhiêu bẻ không đâu. Cho bẻ không rồi. Để anh lặt xong đi về. Tối thì cũng đã tối rồi. Tối rồi đã về, bây giờ ngủ rồi mai đi làm nữa trời. Làm chứ mà không biết được khi mà có thời gian mà nó khô.
Ngày ba mẹ nó xấu quá nè. Rồi đi về sớm nó ngủ rồi. Đi nhiều quá nó mỏi rồi, tối uống nha. Uống ly rượu vô cái sáng ngủ dậy ngon lành. Gặp mà giai đoạn gần Tết này nè. Mấy bà con bên Mỹ về lấy thuốc rồi á. Không có ngâm chứ để cũng mốt có cái anh cái cô bên Mỹ về lấy thuốc. Này là hôm nay Khánh cũng gửi đi qua nước ngoài cũng nhiều mà cô bác. Ở đây á, là đặc biệt cái là mình gửi đi nước ngoài á là Khánh sẽ ở nhà là sao sẵn luôn, xong rồi hút chân không nữa. Hút chân không rồi dán cái tem vô nữa mới đi được. Dán cái tem. Này mà bản quyền mà sở hữu mà được 50 năm xong rồi mốt 50 năm là hết đời rồi, xong rồi cái tới con mình cái làm cái bản quyền sở hữu tiếp, sở hữu trí tuệ tiếp 50 năm giống như là sang nhượng vậy đó. Để có bài thuốc giúp cho bà con để hạnh phúc lắm rồi, chứ nhiều người người ta giấu người ta đâu có chia sẻ đâu. Giấu để là ta làm ra ta bán thôi chứ đâu có chia sẻ lên là làm gì. Nên thôi con không được ấy con, sau bác Tư đánh đòn à, ra đằng trước này con. Ừ, con ra đằng trước nè chứ con để đằng sau đâu có thấy con đâu. Nè con ngồi bên đây nè, ngồi bên bà nội nè. Như bây giờ chia ra và cô bác giờ Phong là lo công tác ở ngoài, mình thấy bảo ở nhà để tiếp bà con thuốc thang. Nói chung là ở nhà thì có mẹ sao có lúc mà Khánh sao thôi, nhà có hai người sao cũ thổ rồi. Sao con ơi ơi con mèo đó nè, nó bể không, nó rớt rồi bà, em lắc bà nội gập lên con, bà nội cúng nước mà mèo nhảy lên. Dạy xong rồi rớt đi. Mình xem giấu cái lá rồi. Tí lao phụ nè con. Lao phụ nè. Lên ăn xong chưa? Ăn xong chưa lao phụ nè. Tí mới đi học về ăn. Cái cho mẹ ấy hủ kèo. Ừ. Biết kèo. Biết gieo kèo. Nấu. Mẹ biết gieo kèo. Ăn phụ nè con. Mẹ ăn gì đó. Hả? Tí con ăn gì đó. Ra đây. Ra đây con thương bà cô bác nè con. Ra đây ngồi nè. Ngồi đây thương bà cô bác nè con. Rồi ngồi xuống nghe bà nội đó. Mới quay mới thấy con. Con ngồi xuống con thương bà cô bác đi. Lớn lên, lúc này tí mắc cỡ. Con thương ông bà, cô bác, anh trai lại. Dạ, con thương bà, cô bác. Anh trai lại. Ừ, con ăn gì đó. Hả? Ăn gì? Lúc này tí nó hết mập rồi mà cô bác ơi. Tí bây giờ đặt là tí ốm rồi. Tí hết đặt, tí mập rồi. Con phụ đi. Sắp xong rồi bà con cô bác ơi. Làm mà bóc thuốc là phải vui cười nha bà con cô bác. Vui cười mà không có quạo nha. Thuốc nó mới hiệu quả được. Chứ nói ra thuốc mình làm cái vị giống như vậy giống là được thôi. Nhiều lúc mà cái vấn đề mà tâm linh thì mình không có nói được. Nhiều lúc á giống như là mình mua đi, ngay cả mình đi mua thuốc tây á, cái tiệm đó bán luôn, cái nhà thuốc đó bán mà uống á, mình mua cái người này uống hết mà mua cái người khác cũng trong nhà thuốc tây đó luôn mà hai người bán mà một người bán hết người bán. Cái đó là thật sự luôn. Dạ. Cái đó là thật. Để mua ngộ lắm, để mua ông chồng bán hết rồi mình đã bán hết.
Mỗi lần mà ra thấy là cái mình thấy bà vợ ngồi ngoài đó, mà bỏ mình đi chợ, mình đi vòng vòng, mình không mua luôn hả? Nó quay lại chợ bị nhiều lần mà không biết nữa. Ông chồng bán thì uống hết rồi bà vợ uống hết. Là cũng cái thuốc đó luôn á, chứ không phải là thuốc khác đâu rồi không? Cũng cái nhà đó cũng ở đây rồi. Ở đây rồi. Ngày đó cái giờ đó là ơn trên đó là điển xuống cho cái người đó là giống như cái tay phục dược để bốc thuốc hoặc là bán thuốc cho bà con đó. Ngày đó giờ đó là điển xuống, cái đó là thiệt luôn, nên là thực sự thì ở nhà rất tin tưởng cái vấn đề đó nha bà cô bác, nên là nói bốc thuốc cái sao thuốc đó. Ở nhà là chỉ đặc biệt là chỉ có mẹ bóc thôi, rồi Khánh là chỉ phụ hợ vô thôi, không rồi, rồi cũng ngâm rồi cũng sao rồi, ở nhà cũng có nãy Khánh nói đó, ở nhà thì cũng có hai người sao à. Nhiều người nói là tôi làm cũng giống vậy luôn mà sao uống hết, cũng có ấy rồi. Ngâm có, uống quá trời luôn, giống như bữa nay có cũng mấy người cô chú ở bên kia đâu đó dạ. Ngâm cũng như cũng là hai bình cũng hết đâu dạ. Cuối cùng cũng chạy lên chỗ này con mẹ lấy gì con không nghe hết trên chai gì uống mà hết. Tí lấy giùm bác Tư cái điện thoại đi, tí Tí ơi, Tí ơi, Tí Tí, lấy bác Tư điện thoại coi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, trong trong xe kìa, nè nè đó, nghe cái nón bảo hiểm, nhanh lên để bà con tắt, giờ ông bà tắt hả? Cái nào rung, cái nào rung thì lấy ra, nhanh lên rồi tí lấy ra chắc tắt luôn quá. Trời ơi, bác Tư làm tưởng ai tưởng đâu là hả? À rồi chú lấy nghệ nè, đang lấy thuốc cứu, anh vô anh đặt thuốc cứu luôn nè. Mẹ tôi thuốc cứu hả? Đang cắt để làm đó chứ, thì giờ hết thuốc cứu rồi phải cắt ngay chứ. Lão Lão còn ra để chút xíu, Trang em lấy nghệ cho anh đi Trang. Trời ơi xù rồi. Để đi cho nó giáo nước. Thôi bà nội nè. Con làm gì vậy? Cơm chưa? Dạ chưa. Con ăn rồi mà. Giờ này mà chưa ăn hả? Ba đây nè. Trời ơi. Đàng hoàng con, hai đứa. Ủa giờ nhà thuốc cứu còn mà, trọng quá thuốc cứu khô á. Lỡ vậy chút xíu lấy luôn mà mai mai con lấy. Ủa chảo với khô hết cho em. Hả? Bà nội có mệt không nè? Bà nội mệt quá mà nói chuyện với con hết mệt rồi. Nghỉ đi, giờ nghỉ ai làm? Bà nội nghỉ là ai làm con? Nghỉ. Ai làm? Nghỉ là ai làm? Hả? Ba, thì ba đang làm nè. Ba con cũng đi làm gì mệt lắm nè. Bà nội hồi nãy giờ bà nội kêu ba về nè, mà ba con chưa về đó. Ba ơi. Hai đang học bài giờ thấy không? Hai đang học bài. Đợi ba con quá, ba mai đi. Ôn bài đi con. Dạ nè. Ừ. Sau nè, sau thưa chị ba nè, chị dạ hai chị ba nè. Nói gì á? Có người ăn đi. Dưa. Dạ hỏi cho gì á? Nói gì á? Dưa. Dưa. Dưa leo. Dưa leo mà. Dưa leo mà. Con ăn. Con ăn dưa leo đó. Rồi anh biết rồi, thôi có gì cúp máy đi, anh làm phụ cho nhanh đi, có gì em trở về. Ừ. Rồi rồi. Cái bà nội nè. Cái bà nội hả? Nè.
Cô nội chào nội nè. Chào bà nội đi. Bye bye, bye bye ông bà cô bác nè, ba đang quay máy quay nè. Chào khán giả nè. Chào ông bà đi con. Rồi. Rồi chào ông gái nha. Hai gái ấy ngủ sớm đi. Rồi rồi thôi anh tắt máy nha. Rồi. Đây ông bà cô bác ơi, bây giờ là nãy giờ cắt xong rồi, Trang đây, Trang rửa đây. Giờ đang cắt ở đây luôn bà cô bác. Đây nè. Trang chào ông bà cô bác nè Trang ơi. Giờ Trang khờ luôn rồi. Ban ngày làm hẹ, tối làm thuốc. Cắt bây giờ cắt, mẹ ở dưới mẹ đang rửa kìa ông bà cô bác ơi. Giờ trễ quá rồi, ông bà cô bác thấy bên giờ tối ôm rồi. Giờ rửa xong nữa, cắt hoàn chỉnh nữa là xong mà cô bác ơi. Nãy giờ Khánh cũng ghi hình cũng khá là dài rồi. Bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn mà cô bác ơi. Đó mà cô bác thấy để có những phần thuốc mà đến tay bà con đó, thực sự thì nó rất là gian nan luôn. Ở nhà cũng cố gắng hết sức mình luôn mà cô bác. Thì Khánh cũng xin nhắc lại luôn nha. Vậy hiện giờ thì chỉ có hai số điện thoại mà để bà con cô bác liên lạc, đó là số của Phong Nguyễn nha, số Phong Nguyễn và số Khánh Nguyễn thôi. Nên là bất kể cái số nào khác ở ngoài mà bà con cô bác là điện thoại hoặc là mạo danh là để thuốc thần kinh tọa thì ông bà cô bác cẩn thận nha. Thì có gì thì cứ bà con cứ điện thoại trực tiếp và nói chuyện, chứ đừng có nghe tin mà nói là thuốc của Khánh Nguyễn hoặc Không Nguyễn gia đình bán thì thực sự thì nó không có hay. Thì có gì thì Khánh với gia đình nó cũng cố gắng hết sức mình giúp bà con trong khả năng luôn. Thì cũng mong sao bà con là sớm khỏi bệnh để trở lại cuộc sống bình thường thôi. Thì qua đây thì Khánh cũng kính chúc bà con luôn mạnh khỏe bình an. Giờ bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn. Để giờ cũng khuya quá rồi, thì Khánh cũng chúc bà con là ngủ ngon nha. Rồi chào ông bà cô bác luôn, hẹn ông bà cô bác ở video tiếp theo luôn. Rồi mẹ giờ mẹ đang rửa sắp xong rồi, mẹ chào khán giả luôn nha mẹ. Trời tối thui nha, bây giờ bé Xu còn chưa ngủ nữa. Rồi Trang chào ông bà cô bác luôn rồi Trang ơi. Sắp xong rồi, cắt vậy chứ nói chứ cắt không phải nửa tiếng nữa mới xong không bà cô bác. Cắt nửa tiếng nữa mới xong hết cái này.